Hương vị tỉnh thân tập 59, Nam đi công tác riêng với Long, Nam chính thay đổi luôn cách xưng hô. Review Hương vị tỉnh thân tập 59 hé lộ cảnh Nam đi công tác và gọi điện về cho ông Sinh. Đang nói chuyện thì Long đi tới, giục Nam khách đến rồi. Nghe giọng Long, ông Sinh đã tỏ ra lo ngại. Ông ướm hỏi Nam, đoàn có đông không? Thì Nam trả lời rằng chỉ có cô và Long đi riêng với nhau. Mới nghe đến đó, ông Sinh đã lo sốt vó. Ông trách Nam, sao cháu lại đi với nó? Ông cho rằng Nam là con gái, phải biết giữ gìn. Nghe vậy, Nam khá ngạc nhiên. Cô hỏi ông Sinh, bác sao thế ạ? Cũng trong chuyến công tác này, tình cảm của Long, Nam có vẻ như đã phát triển sang level mới. Khi hai người trò chuyện ở biển, Long thú nhận với Nam, không phải vì thấy cô hay hay nên tôi thử cho vui đâu. Sau đó, anh lại định hôn cô, tuy nhiên Nam né tránh. Nhìn thấy thái độ của Nam, Long bỗng đổi cách xưng hô sang anh, em. Anh nói, em đã từng nói với anh, em ghét sự phân cấp trong chuyện tình cảm. Vậy hãy chứng tỏ với anh trong mắt em anh chẳng là gì đi. Phim Hương vị tỉnh thân tập 59 tối nay 9 tháng 7 lúc 21 giờ trên VTV1 tiếp tục những diễn biến thú vị khi Nam đi công tác với Long. Và liệu tập này Nam sẽ chính thức làm người yêu của Long? Câu trả lời có lẽ vẫn còn ở phía trước, mời các bạn tiếp tục đón xem. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.